vào thế Trung Bình Tấn, đưa mông tới phía trước, giật mạnh mông ra phía sau, trả về vị trí ban đầu. Và động tác này cũng tập 36 lần. Tác dụng về mặt y học của động tác giật mông, động tác này giúp ta tránh đau cột sống thắt lưng, có tác động tốt đến bộ phận sinh dục, bàng quang, ruột. Vào thế đinh tấn, lấy gót chân trước giật lên trúng mông trở về vị trí ban đầu. Động tác này cũng tập 36 lần. Sau đó đổi chân, lấy chân sau kéo gót giật lên cho trúng mông trở về vị trí ban đầu. Đổi bên. Tác dụng về mặt y học của động tác mã phù, động tác này giúp cẳng chân tốt, nhanh lẹ tác động vào thận, tránh đau khớp.